Chào mừng quý vị đến với chương trình kinh tế tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau. ADB dự báo lạm phát cả năm của Việt Nam ở mức 9,1%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ nhờ số liệu về lao động và dịch vụ. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Việt Nam tổ chức họp báo công bố triển vọng phát triển châu Á 2012 và những đánh giá về kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của ADB, đến cuối năm 2012, mức lạm phát của Việt Nam sẽ là 7%. Do vậy, tỷ lệ lạm phát trung bình trong năm sẽ là 9,1%, đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức một con số mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra. Đánh giá về kinh tế Việt Nam, báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2012 của ADB đưa ra mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2012 đạt 5,1% và dự kiến mức GDP năm 2013 là 5,7%. Theo báo cáo này của chúng tôi, có thể thấy là vị thế bên ngoài của Việt Nam đã được củng cố trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh được ghi nhận trong xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, quần áo, giày dép và các thiết bị điện tử. Tuy nhiên theo chúng tôi thì vấn đề hiện nay chính là lãi suất, không chỉ là lãi suất đối với các ngân hàng quá cao mà còn là khả năng tiếp cận với các nguồn vốn vay của ngân hàng hiện nay rất khó. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận được với mức lãi suất ưu đãi mà ngân hàng đưa ra. ADB dự báo lạm phát trung bình trong năm sẽ là 9,1%, tăng trưởng GDP năm 2013 dự đoán sẽ tăng lên mức 5,7%. Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế thì việc thực hiện các chính sách điều hành cần được chú trọng để đạt được các mục tiêu này. Tôi cho rằng chính phủ cần tiếp tục thực hiện tốt tính công khai minh bạch trong lộ trình thực hiện các chính sách điều hành nền kinh tế của mình. Cam kết của chính phủ về thực hiện một lộ trình cải cách đáng tin cậy với các hành động có thời hạn cụ thể sẽ phục hồi cho vay và cải thiện niềm tin của thị trường. Một vấn đề mà ADB chú ý trong báo cáo về triển vọng kinh tế châu Á lần này là việc cho rằng chính phủ Việt Nam nên có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt là khối kinh tế tư nhân tiếp cận nhiều hơn với nguồn vốn từ ngân hàng, vì khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ổn định thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Tuần lễ an cư vừa được diễn ra tại nhà văn hóa lao động thành phố. Hơn 1.000 căn nhà phố ở khắp các quận nội thành được chào bán trong 5 ngày từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 sự kiện này được hy vọng sẽ góp phần hâm nóng lại thị trường bất động sản khá ảm đạm hiện nay tại đây ngân hàng thương mại cổ phần nam á cùng các ngân hàng liên kết khác như Eximbank, anz acb đại á vietcombank đông sài gòn đã cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng các thủ tục để tiến hành vay tiền mua nhà và duyệt hồ sơ ngay trong tuần lễ này nhân dịp này ngân hàng nam á giới thiệu một vài dự án đất nền căn hộ và dự án nhà liên kế để khách hàng có thêm cơ hội chọn cho mình một nơi an cư thích hợp và một trong những nội dung được khách tham quan đặc biệt quan tâm là ngân hàng nam á đã tư vấn cho khách hàng lựa chọn các gói sản phẩm như cho vay tiêu dùng nhỏ cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng cho vay sản xuất kinh doanh và dịch vụ Tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo doanh nghiệp đã tham dự hội thảo chuyên ngành công nghệ thông tin mang tên Môi trường làm việc tương lai. Các chuyên gia của Cisco đã trình bày giải pháp đồng bộ giữa ảo hóa hạ tầng máy tính với chức năng thoại và hình ảnh truyền thông, giúp tăng cường việc bảo mật cơ sở dữ liệu, tăng tốc các ứng dụng và tiết kiệm năng lượng của hệ thống. Công ty NetApp giới thiệu các thiết kế mô đun thích hợp cho việc quản lý doanh nghiệp, và công ty công nghệ sẽ bắt đầu trình bày việc triển khai các giải pháp tích hợp hạ tầng và các ứng dụng tích hợp trên nền điện toán đám mây. Hội thảo còn trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao hiệu suất công việc và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Metro Cash and Carry Việt Nam đã khai trương trung tâm bán sỉ thứ 18 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Metro Rạch Giá được xây dựng trên diện tích 2 hecta tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 15,7 triệu đô la Mỹ. Trung tâm Metro Rạch Giá sẽ cung cấp hơn 25.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm cho các khách hàng là những nhà bán lẻ nhỏ và vừa, các khách sạn, nhà hàng, nhà cung cấp xuất ăn công nghiệp, công ty dịch vụ và văn phòng. Toàn bộ nhân viên của trung tâm là người của địa phương và hơn 90% hàng hóa bán tại trung tâm cũng là hàng được sản xuất trong nước. Metro Rạch Giá cũng đặt mục tiêu góp phần cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, kinh doanh có hiệu quả và tăng cường tính cạnh tranh. Thưa quý vị, đúng như dự đoán của các chuyên gia, sự phục hồi của thị trường phiên hôm qua không thực sự bền vững. Sau một phiên tăng điểm duy nhất trong tuần, thị trường hôm nay quay trở lại đà giảm với khối lượng giao dịch khá thấp. Tại sàn thành phố Hồ Chí Minh, sau phiên sáng tăng điểm nhẹ, sang phiên chiều VN-Index đã quay đầu giảm 0,86 điểm và chốt tại 384,51. Tại sàn Hà Nội, sau phiên sáng tăng điểm nhờ các mã blue chips, chỉ số HNX Index cũng giảm điểm và chốt phiên tại 54,17, giảm 0,04% so với phiên trước thanh khoản toàn thị trường hôm nay sụt giảm khá mạnh, nếu như phiên hôm qua giá trị giao dịch dừng lại ở hơn 711 tỷ đồng thì hôm nay chỉ còn khoảng 472 tỷ đồng. Số lượng mã giảm giá gần như gấp đôi số mã tăng Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc ngày giao dịch thứ tư 3 tháng 10 theo giờ địa phương tăng điểm nhẹ nhờ số liệu về lao động và dịch vụ của Mỹ tốt hơn so với dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, đà tăng của Dow Jones bị cản mạnh bởi sự đi xuống của cổ phiếu hãng HP và những thông tin thiếu tích cực từ kinh tế Trung Quốc và châu Âu. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu vẫn loay hoay chưa tìm được hướng giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu trì trệ và tình hình Tây Ban Nha đáng lo ngại. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng trong ngành dịch vụ của Mỹ tăng trong tháng 9, mặc cho những dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế là ngành này sẽ giảm nhẹ. Trong khi đó, số lao động trong lĩnh vực tư nhân tăng nhiều hơn so với dự báo. Cổ phiếu của hãng HP lao dốc mạnh sau khi công ty này cảnh báo chuyên dòng lợi nhuận kinh doanh năm 2013 không mấy sáng sủa. Cổ phiếu của HP giảm đến 13%, xuống còn 14,91 đô la, mức thấp nhất trong vòng 9 năm. Giá dầu thô thế giới hôm qua giảm sâu nhất trong 3 tháng gần đây giá dầu giảm hơn 4%, đóng cửa mức hơn 88 đô la mỗi thùng. Lý do là vì những sự kiện kinh tế gây tác động từ Trung Quốc và châu Âu khiến giới đầu tư càng lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế thế giới. Ngân hàng phát triển châu Á ADB hôm qua cho biết đà tăng trưởng nhanh của các nền kinh tế đang nổi châu Á bắt đầu chững lại, chủ yếu do sự giảm tốc của hai đầu tàu Trung Quốc và Ấn Độ. Trong báo cáo triển vọng kinh tế châu Á vừa được công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ dự báo tăng trưởng của 45 nền kinh tế đang nổi trong khu vực xuống còn 6,1%, giảm so với mức tăng trưởng 7,2% của năm 2011. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất của các nền kinh tế này trong vòng 3 năm qua. Tiến dụng tăng trưởng cho năm 2013 cũng được dự báo chỉ đạt 6,7%, giảm so với mức 7,3% do ADB dự báo hồi tháng 4 vừa qua. Khu vực Đông Nam Á được dự báo tăng trưởng 5% trong năm 2012 chủ yếu do nền kinh tế Thái Lan chưa thực sự phục hồi sau đợt đổ lục lịch sử năm 2011. Theo ADB, các nền kinh tế đang nổi của châu Á cần thích nghi với tình trạng tăng trưởng chậm lại, đồng thời điều chỉnh mô hình phát triển theo hướng giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, tái cân bằng nguồn lực tăng trưởng, tăng năng lực và hiệu quả sản xuất. chương trình kinh tế tài chính hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt